hắn lấy chăn cuốn phần thi thể không còn nguyên vẹn của tôi đưa lên tầng thượng chung cư, để phi tang. Phần đầu và các ngón tay của tôi bị hắn cho vào túi ni lông mang xuống tận cầu cấm, ở Đông Triều, Quảng Ninh vứt xuống sông. Để chắc chắn hơn nữa, hắn lấy điện thoại của tôi nhắn tin cho gia đình, và cơ quan tôi nói rằng tôi đi vắng, không cần liên lạc lại. Hắn còn mua sơn để sơn lại căn phòng nhằm che giấu các vết máu sau khi giết tôi. Toàn bộ chăn, quần áo dính máu, hắn chặt nhỏ rồi đem xuống tận Hải Phòng, cách Hà Nội hơn 100 km để phi tang. Những ngày sau đó, hắn không ở một nơi cố định, có lúc ngủ tại các quán internet, thỉnh thoảng đến nhà Yến chơi để xóa những dấu vết còn sót lại. Đến ngày 17 tháng 5 năm 2010, thi thể tôi bốc mùi hôi thối và được người dân phát hiện và gây rúng động cả nước. Nghĩa đã bỏ trốn lên Thái Nguyên nhưng đã bị bắt ngay sau đó. Án tử hình là cái kết không thể chối cãi dành cho tên độc ác, mạn dợ đó. Công lý đã được thực thi, tuy nhiên gia đình tôi vẫn chưa hết đau buồn cho số phận đáng thương của tôi. Tôi hy vọng câu chuyện của tôi sẽ là một lời cảnh tỉnh cho những người khác. Hãy biết cẩn trọng trong việc lựa chọn tình yêu của mình và không để những ham muốn, ghen tuông nhất thời nhấn chìm bạn trong dằn vặt, tội lỗi. Câu chuyện của tôi kết thúc ở đây, nhưng tôi mong rằng không còn nạn nhân nào phải chịu những đau đớn tương tự. Nếu bạn thấy thông tin này hấp dẫn, hãy theo dõi chúng tôi và để lại tên nhân vật bạn muốn nghe câu chuyện của họ. Cảm ơn rất nhiều.